Xin được kính chào quý vị và các bạn. Trước mắt quý vị và các bạn đây là một mẫu loa Superchef Pure E2. Và ngày hôm nay thì nó xuất hiện với một cái bộ dạng nó khác một chút, tức là phần chân. Phần chân này thì bên em thiết kế nó hoàn toàn mới và độc lạ các bạn anh em nhé. Đây, để cho các bạn anh em xem. Phần chân này thì các bạn anh em thử đoán xem là cái chất liệu gỗ này được làm bằng gỗ gì. Nếu như quý vị và thử đoán được, quý vị nhìn cái vân thì em nghĩ rằng là sẽ có một số bác sẽ biết cái gỗ này. Đây thuộc gọi là gỗ dừa các bác anh em nhé, gỗ dừa. Phần chân này là gỗ dừa. Gỗ dừa tức là sao? Tại sao cây dừa nó xốp như vậy lại có gỗ? Tức là những cây dừa có tuổi thọ rất là lâu năm các bạn anh em nhé, khoảng tầm 70-80 năm tuổi thì cái gốc của nó xuất hiện cái gỗ đấy, gỗ dừa này. Thế là bên em mới tận dụng cái có một cái duyên tình cờ trong một chuyến công tác ở trong vùng trong ở Bến Tre, thì bên em có gặp một số những người thợ ở trong Bến Tre, họ sản xuất những cái gỗ dừa như này đấy, gỗ dừa như này. Thì bên em mới có tận dụng nguồn gỗ đấy để nhập về. Thứ nhất là tạo công ăn việc làm cho những người thợ ở đấy. Để mình, thứ hai là mình sáng tạo cho sản phẩm của mình nó được đẹp và độc đáo. Các anh em thấy chưa? Chưa bao giờ tận dụng một cái vật liệu rất là quen thuộc bằng gỗ dừa. Đây là một chân loa này thôi, một cái điểm nhấn nhỏ nhỏ thôi. Các anh em cực kỳ là chắc và bền nhé các anh em nhé. Những cây dừa tuổi thọ rất là lâu các anh em nhé, khoảng tầm 70-80 năm tuổi thì cái gỗ của nó mới có gỗ dừa như này, rất là chắc như này. Đấy, thì các anh em xem cái vân của nó toàn toàn gỗ tự nhiên hết, cái gỗ cái thanh này. Ngày trước thì em có làm cái chân mẫu khác, thì từ khi cái chuyến công tác đấy thì về thì em quyết định đặt và làm toàn bộ bằng cái chân gỗ như này, nó vừa chắc chắn, nó vừa đem cái độc đáo vào đây. Đấy. Còn nội dung chính vẫn là con loa chép Superchef E2 này thì khá là lâu rồi. Còn nay mình quay trở lại giới thiệu để các anh em, tức là lần trước cũng hết hàng. Là chữ hết à. Và những cái phần vỏ này thì bên em làm số lượng không nhiều, gần như là những cái mẫu loa chép bên em thiết kế ra đều làm một cái số lượng rất là nhỏ và sau đó bên em sẽ không sản xuất nữa. Đấy các anh em nhé, kể cả những cái mẫu vai bò thì bên em còn một số lượng khá là ít, khi bán hết thì bên em cũng sẽ không sản xuất mẫu loa chép vai bò nữa. Đây thì cho các anh em xem cái hình thức bên ngoài, nó láng mịn như này, màu đen láng mịn như này. Đấy. Và cái phần phần tre cái lắp đậy này thì bên em cũng thiết kế một cái mặt bằng tre đậy như này. Đấy, nó chỉ hở mỗi cái phần chép vào thôi. Thì có anh em xem phía trên này, Super Chef Speaker System. Đấy. Và mặt sau đây thì các anh có thể xem mặt sau. Mặt sau này thì bên em sẽ thiết kế cái phần hậu phía sau, cái cọc loa. Cọc loa này các anh em xỏ dây vào đây nhé, xỏ dây vào đây. Các anh em siết lại, đây là phần cọc loa đa năng. Hoặc có thể cắm rắc vào đây cũng rất là tiện. Đấy. Được design bởi Eway 3.1 Super Chef, có đánh dấu cộng trừ ở phía dưới, có các anh em dễ thuận nhìn này, cộng trừ này. Đấy, Super Chef mặt này khá là đẹp. Đầu qua bên ngoài như thế thôi. Sau bây giờ thì em sẽ tiến hành là làm một cú đường clip test. Thứ nhất là em sẽ test độc lập một cặp chép này, thứ hai là em sẽ test với cả dàn lúc xem là khi có loa chép rồi lắp thêm và khi không lắp thêm loa chép nó âm thanh nó thay đổi như nào, thì xin mời các anh em cùng theo dõi. Trước tiên thì em sẽ lắp kết nối cái dây tín hiệu từ âm ly vào đây vào cặp loa. Để cho dễ dàng kết nối thì em đã đấu sẵn cái rắc bắp chuối, em chỉ được cắm như này là xong. Các bạn anh em đơn giản thì có thể là cặp dây vào nhé. Đấy. Về thứ hai này, này cũng tương tự như vậy, em sẽ xỏ dây âm dương vào thôi. Đấy. Ok, sản phẩm đã hoàn thiện hết rồi nhé. Về các bạn anh em chỉ việc kết nối là dùng thôi. Bây giờ thì em sẽ để lên trên này cho các bạn anh em quan sát này. Em sẽ để lên trên này, đấy, một chiếc này, chiếc thứ hai. Ok, thì các anh em thuận tiện. Trước tiên thì em sẽ test, em sẽ tắt cái loa chính đi. Em sẽ chỉ bật duy nhất một con chép thôi. Bật con chép để các anh em nghe trước nhá. Thì các anh em đang nghe tiếng một cặp chép, duy nhất một cặp chép ở dưới. Các bạn em để ý tiếng chép nó khá là sáng lẩy. Nếu như các bạn anh em thích cái tiếng chép lẩy, gọi là tiếng chép nó sáng, thì các anh em chơi dòng chép Titan này rất là hay. Nha. Rồi bây giờ em sẽ tắt đi. Em sẽ cho các bạn em nghe cặp loa chính, cặp ở dưới, cặp loa búp xèo ở dưới của hãng Din Audio phía dưới. Các anh em cùng nghe nhé. Đây là khi chưa em chưa bật chép nhé. Ở
Bây giờ em sẽ bật chép lên này để coi em cùng xem âm thanh nó khác, nó cải thiện như thế nào này. Các bác nghe cảm thấy là âm thanh nó thoáng, nó rộng hơn. Em tập dừng một chút, đây mới chỉ là con loa Bookshelf các bạn nhé, bass 16 thôi mà các bạn em nghe tiếng của nó cũng đã rất là ok rồi. Nếu như các bạn em dùng con bass to hơn thì nó hài hòa hơn nữa, tiếng chép của nó sẽ đậm và nó đều hơn nữa, nghe sướng hơn rất là nhiều. Rồi, các bạn em nghe. Âm thanh nó rộng mở hơn, nó thoáng hơn rất là nhiều. Bây giờ nhá, em thử tắt chép đi nhá. Giới thiệu đến các bạn em một mẫu loa Superchef E2 phiên bản mới nhất hiện nay, bên em vừa thiết kế tại Webinar 1 và một cặp như này, bên em đang đấu hoàn chỉnh về các bạn em chỉ việc kết nối là sử dụng được ngay. Có hai cách kết nối các bạn em nhé. Cách thứ nhất là các bạn em đấu trực tiếp vào cọc loa chính đấu lên là sử dụng. Cách thứ hai như em vừa đấu, em đấu dây từ loa chép vào luôn âm ly. Âm ly của em có hai kênh, một kênh A, một kênh B. Một kênh A thì em đấu cho loa chính rồi. Kênh B thì em thường không dùng đến, em đấu vào loa chép. Lúc nào cần nghe thì em bật lên, lúc nào không muốn nghe chép thì tắt đi. Đấy là một cái hay tiện lợi cho các bạn anh em nhé. Và cuối cùng là mức giá của cặp loa Superchef E2 này có giá là 1.250.000 đồng. Bên em miễn phí giao hàng toàn quốc các bạn anh em nhé. 1.250.000. Mọi thông tin chi tiết thì các bạn anh em vui lòng nhắn tin gọi điện số điện thoại của em ở phía dưới phần mô tả 0908 722 688. Rất vui được phục vụ quý vị và các bạn trên khắp mọi miền tổ quốc. Và em xin phép được dừng video clip tại đây.